Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 18 tháng 6, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an thông tin về loại ma túy cực độc có tên gọi là Fentanyl. Theo C04, Fentanyl đang bị lạm dụng phổ biến tại Mỹ và một số nước. Năm 2023, nước Mỹ ghi nhận Khoảng 100.000 ca tử vong từ 18 đến 45 tuổi do sử dụng fentanyl quá liều. Đại diện C04 thông tin tại buổi họp báo, người sử dụng không có kinh nghiệm rất dễ tử vong vì họ không biết đang dùng loại gì và hàm lượng bao nhiêu. Số người nghiện ma túy ở nước ta còn cao. Theo thống kê toàn quốc có gần 223.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi đó, công tác cai nghiện còn nhiều khó khăn. Hiện công tác giám định chưa phát hiện fentanyl và các chất dẫn xuất của nó được thu giữ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước xu thế mở rộng thị trường của các loại ma túy này từ châu Mỹ sang khu vực châu Đại Dương và lan rộng sang châu Á, việc xuất hiện loại ma túy này tại khu vực và Việt Nam là tất yếu. C04 dự đoán sẽ sớm xuất hiện chất ma túy nhóm fentanyl 1 trong khu vực và Việt Nam và để phòng tránh hiểm họa fentanyl, chưa hết cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền cho toàn dân, nhất là thanh thiếu niên học sinh sinh viên về tác hại của hiểm họa ma túy, cảnh giác cao với các loại ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thảo mộc như cỏ Mỹ, bóng cười, vân vân. Theo cơ quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ CDC, fentanyl là một loại thuốc viện tổng hợp mạnh được ước tính có tác dụng mạnh hơn heroin 50 lần và mạnh hơn morphine 100 lần, thường được gọi là thuốc sát sống. Tại Mỹ, fentanyl được bán dưới dạng viên nén, dạng bột hoặc dung dịch với các tên quen thuộc như xứ trắng, heroin tổng hợp. Đôi khi chúng được bán lẻ dưới dạng bột hòa với cocaine hoặc heroin hoặc dưới dạng tân dược chứa fentanyl giả. Về mặt y tế, fentanyl là một chất thuộc nhóm thuốc giảm đau opioid. Nhóm các chất tự nhiên và tổng hợp có nguồn gốc từ thuốc phiện, được sử dụng có kiểm soát kê theo đơn trong điều trị bệnh ở nhiều nước bằng cách tiêm bơm vào đường truyền dịch, xịt vào mũi, đặt vào miệng hoặc dán miếng dán lên da. Tuy nhiên, fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp và được sử dụng như một loại ma túy thường trộn lẫn với heroin, cocaine hoặc ma túy tổng hợp để tăng độ phê. Việc sử dụng fentanyl được điều chế bất hợp pháp còn nguy hiểm hơn rất nhiều vì những sản phẩm này không được kiểm định chất lượng, hàm lượng, có khi chỉ một lượng cực nhỏ đã có thể gây tử vong cho người sử dụng. Không chỉ uống hoặc tiêm trích fentanyl và các dẫn xuất mới gây nguy hiểm, trong một số trường hợp chỉ cần vô tình hít phải hoặc để dây ra tay hoặc các niêm mạc mắt, mũi, miệng cũng gây nhiễm độc cho cơ thể. Theo Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, khả năng fentanyl gây tử vong cho người cao hơn nhiều lần so với heroin. Việt Nam đã đưa fentanyl vào danh mục 2, các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của Cơ quan có thẩm quyền tại Nghị định số 57 của Chính phủ. Hiện nay, Cơ quan Kiểm soát Ma túy Quốc tế INCB đã ghi nhận sự xuất hiện của hơn 150 chất có liên quan đến fentanyl nhưng không có ứng dụng về mặt y học. Cơ quan Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm UNODC cũng ước tính các phòng thí nghiệm có thể đã tổng hợp ra hàng trăm chất tương tự fentanyl. Bên cạnh đó, C04 phối hợp với các cơ quan chức năng như Hải quan, Quản lý thị trường, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam và việc xuất nhập khẩu, lưu thông, kê đơn sử dụng thuốc chứa fentanyl trong điều trị. Ngày 17 tháng 6, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử kẻ sát hại người phụ nữ giao gas ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, giấu xác trong bể nước suốt 13 năm. Bị cáo trong vụ án này là Bùi Trọng Thành, sinh năm 1993, chú thôn 5, xã Lại Xuân, Thành bị đưa ra xét xử tội giết người và cướp tài sản. Bị hại là chị NTT, sinh năm 1988, thường trú tại cùng thôn với Thành. Căn cứ cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, diễn biến phiên tòa cũng như lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Bùi Trọng Thành 17 năm tù về tội giết người và 4 năm về tội cướp tài sản. Tại thời điểm phạm tội, bị cáo Thành chưa đủ 18 tuổi nên tổng hợp hình phạt, Thành chịu mức án 18 năm tù. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2010, Bùi Trọng Thành gọi chị NTT đến thay bình ga tại nhà. Khi chị T đang lắp bình ga, Thành nhìn thấy ở cổ người phụ nữ này đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp để chiếm đoạt. Thành dùng tay phải túm dây chuyền vào cổ áo bên phải của chị T, bất ngờ giật mạnh, làm chị T bị ngã về bên phải, đập mạnh thái dương xuống nền gạch giữa cửa bếp, làm vỡ phần xương sọ bên phải của chị. Khi thấy chị T rên la, Thành dùng tay phải bịt miệng và mũi của chị T đến khi người phụ nữ này thiệt mạng. Sau đó, Thành mang dấu tại bể chứa nước thải phía sau nhà rồi chiếm đoạt của chị T một dây chuyền vàng, hai hoa tai vàng, một nhẫn vàng có đính đá đem bán được khoảng 3 triệu đồng, sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc hết. Lúc 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023, ông Nguyễn Văn Quỳ, sinh năm 1972, chú thôn 5 xã Lại Xuân, phát hiện trong bể chứa nước thải ở vườn sau nhà mình có một xương sọ dưới đáy bể. Ông Quỳ đã dùng chiếc cào vớt lên được một số bộ phận xương, nghi là xương người lẫn cùng bùn đất, đổ sang bên cạnh miệng bể. Sau khi đi hỏi một số người dân xung quanh về việc có người trong thôn bị mất tích nhiều năm, nên khoảng 7 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2023, ông Quỳ đến cơ quan công an trình báo. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm bộ hài cốt, thu thập tài liệu, vật chứng liên quan. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng ra soát các trường hợp mất tích tại địa phương và được biết, ngày 9 tháng 12 năm 2010, gia đình bà Phan Thị Được, mẹ chồng của chị T ở xã Lại Xuân cũng đến cơ quan chức năng trình báo việc chị T mất tích sau khi đi giao gà. Bà Được cũng báo cho hai bên gia đình và nhờ mọi người đi tìm chị T. Đến ngày 10 tháng 12 năm 2010, gia đình tìm thấy chiếc xe máy của chị T ở dưới cửa cống 32, gần nghĩa trang Pháp Cổ, xã Lại Xuân. Sau khi chị T mất tích, bà được có thấy số tiền 2 triệu đồng cho chị T vay vẫn còn trong tủ nhà chị, nhưng không thấy số tài sản trang sức mà chị T thường đeo trên người đâu, và sau đó không biết tung tích chị T. Cơ quan chức năng cũng đã xác định, bộ hài cốt phát hiện trong bể nước thải nhà ông Quỳ là của chị NTT. Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Bùi Trọng Thành đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Sáng ngày 17 tháng 6, hàng trăm người có mặt tại nhà tang lễ Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội để tiễn đưa bốn nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà trên phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai. Ngồi thất thần ở hành lang nhà tang lễ, ông A, anh họ nạn nhân NMH, 53 tuổi, cho biết sau khi hỏa thiêu, cho cốt của bà Hát cùng con trai NDMS, 11 tuổi, sẽ được đưa về quê nội ở Hải Dương để trôn cất. Còn cho cốt hai cháu ngoại bà H là NTA 6 tuổi, NJK 2 tuổi sẽ được đưa về quê Hải Phòng. Theo ông A, vợ chồng bà H buôn bán đồ điện nước ở Hà Nội khoảng 25 năm nay. Ông A nói: "Tôi về khu Định Công Hạ này trước, thấy làm ăn được nên rủ vợ chồng chú S, chồng bà H về đây làm cùng. Vợ chồng chú S rất chịu khó, thường xuyên để nhiều hàng hóa trong nhà." Ông A cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn Ông S bán hàng ở tầng 1, còn bà H và các con cháu ở tầng 5, 6. Nói về việc buôn bán đồ điện nước, vật liệu xây dựng, ông A nhận định đây là những mặt hàng rất đặc thù bởi có nhiều chủng loại nên không thể gọn gàng như bán các mặt hàng khác. Hai cháu NTA và NDK thường ở với ông bà nội tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Chiều chủ nhật, các cháu lên chơi với ông bà ngoại thì gặp nạn. Ông A nói trong nước mắt, em và cháu chết khổ quá, biết nhưng không làm sao cứu được. Ông T, em trai bà Hát buồn bã nói, vợ chồng bà Hát rất chịu khó, sống chắt bóp, làm việc không ngừng nghỉ hơn 20 năm qua. Ông Tê buồn bã chia sẻ, mặc dù công việc bận rộn nhưng vợ chồng chị ấy thường xuyên về thăm quê. Ai có công to việc lớn gì đều có mặt. Sáng hôm trước, chị Hát cùng con trai về quê ăn lễ dạm ngõ của cháu. Khoảng 16 giờ, mẹ con chị ấy quay trở lại Hà Nội thì xảy ra vụ cháy. Một người thân trong gia đình bà Hát cho biết thêm, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chồng bà Hát cầm bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Người này nói, chúng tôi rất thắc mắc tại sao ngọn lửa lại bùng phát ở tầng 4. Nhiều người nói có thể do chập điện hoặc xét đánh, nhưng kết luận cuối cùng phải đợi công an. Sau nhiều giờ mệt nhoài chữa cháy cứu nạn cứu hộ ở vụ cháy trên phố Định Công Hạ, Thiếu tá Vũ Văn Sơn, công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai trở về đơn vị dù cơ thể mệt mỏi nhưng anh không thể nào chợp mắt trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng trẻ con khóc kêu cứu trong căn nhà bốc cháy thiếu tá sơn kể lại ngay khi nhận thông tin vụ cháy toàn bộ cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường nhận thấy có người mắc kẹt các chiến sĩ lao vào tìm cách tiếp cận ngôi nhà nỗ lực hết mình để giải cứu nạn nhân tuy nhiên khói quá nhiều không thể nhìn thấy đường vào cho đến khi không nghe tiếng con trẻ khóc kêu cứu nữa trong chiếc áo chống nóng thiếu tướng sơn cùng đồng đội lao vào ngọn lửa thiếu tá vũ văn sơn kể tiếp lúc ấy chúng tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất đó là làm cách nào thật nhanh tiếp cận được nạn nhân để giải cứu nhớ lại khoảnh khắc tìm thấy thi thể bốn nạn nhân trung tá nguyễn lê cường công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai nghẹn giọng kể lại. Lúc lên đến nơi, ám ảnh nhất là ba nạn nhân là trẻ em nằm trên bụng bà. Trẻ em luôn là đối tượng đau thương nhất trong các vụ cháy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, các con chắc chỉ biết chạy theo người lớn. Các con nằm ngay cạnh hành lang. Chiều 17 tháng 6, thưa ủy quyền chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước đọc tờ trình dự án luật thuế VAT sửa đổi. Điểm mới dự luật lần này là bổ sung quy định không thu thuế VAT với một số hàng nhập trong định mức miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế VAT với hàng có giá trị nhỏ. Luật hiện hành không quy định miễn thuế với hàng giá trị nhỏ mà thực hiện theo quyết định 78-2010 của chính phủ. Theo đó, hàng nhập khẩu giá trị nhỏ là dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT đầu vào, khâu nhập khẩu. Còn quà biếu, quà tặng cũng được miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định 134 hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu. Trong báo cáo tóm tắt trình bày trước Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, với sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua. Báo cáo của Ủy ban Tài chính Ngân sách dẫn số liệu của Tổng công ty Cổ phần Biêu chính Viễn thông Việt Nam cho hay, tại thời điểm tháng 3 năm 2023, hàng ngày có trung bình từ 4 đến 5 triệu đơn hàng được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok với giá trị mỗi đơn hàng được chia nhỏ từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Với số lượng này, theo tính toán, hàng ngày trung bình có khoảng từ 45 đến 63 triệu đô la Mỹ, một tháng khoảng từ 1,3 tỷ đến 1,9 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa được luân chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn thương mại điện tử nói trên nhưng không thu được thuế ông Mạnh cũng thông tin, nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu. Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị chính phủ nghiên cứu tính thuế VAT với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng qua biên giới với Trung Quốc, Thái Lan để có thêm nguồn thu bền vững. Giải trình ở họp tổ chiều 17 tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho hay luật không quy định nhưng thực tế, việc miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu giá trị dưới 1 triệu đồng gửi qua chuyển phát nhanh đang thực hiện theo quyết định 78/2010 của chính phủ. Theo ông Phước, hiện một số quốc gia đã bỏ việc miễn thuế này. Chẳng hạn, EU bỏ miễn thuế VAT với lô hàng dưới 22 euro. Ngược lại, cũng có quốc gia trong khu vực như Thái Lan áp thuế VAT 7% với tất cả hàng nhập khẩu không phân biệt giá trị. Về đối tượng áp dụng thuế suất 0% ông Mạnh cho biết, theo nguyên tắc của thuế VAT, hàng hóa được hưởng thuế xuất 0% chỉ khi thực tế được xuất khẩu, hàng hóa được tiêu dùng trong khu phi thuế quan và cuối cùng không xuất khẩu thì không được hưởng thuế xuất 0%. Việc quy định toàn bộ hàng hóa tiêu dùng, bán vào, cung ứng cho các khu chế xuất, các doanh nghiệp chế xuất được hưởng thuế xuất 0% như đối với xuất khẩu là chưa phù hợp đối với hàng hóa được sản xuất để bán vào thị trường nội địa và tạo ra sự phân biệt đối xử so với các doanh nghiệp trong nước có sản xuất xuất khẩu. Do đó, ông đề nghị chính phủ làm rõ về tính hợp lý của quy định cho phép các doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế thuế xuất 0%, trong khi đồng thời được bán hàng vào nội địa, báo cáo cụ thể về thực trạng quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp này.